xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Và khi mà mình nhắc đến dòng VivoBook của nhà Asus thì chắc hẳn rằng sẽ có rất là nhiều bạn biết đến dòng này. Bởi vì VivoBook là một dòng thuộc phân khúc tầm trung nhưng mà đáp ứng đủ các tiêu chí như là ngon, bổ và rẻ, tiếp cận đến các phân khúc khách hàng như là các bạn học sinh sinh viên nè, các bạn sinh viên mới ra trường và đi làm, hoặc là các bạn dân văn phòng có nguồn lực kinh tế vừa phải. Vậy thì so với 2023 thì 2024 này Asus sẽ có những cái cải tiến gì so với phần cấu hình như là phần thiết kế, hoặc là có giữ vững phong độ như những năm trước hay không? Thì bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Mình đang có trên bàn để cho mọi người là một em Asus VivoBook mới với mã là X1504VA. Em này sẽ có mức giá loanh quanh đâu đó là khoảng 19 triệu và mình đánh giá đây không phải là một mức giá rẻ trong cái phân khúc tầm trung này đâu nha. Bởi vì build quality của em này á là full nhựa và chip chạy trên em này sẽ là Intel Core i5 và chip đuôi sẽ là chip U. Vậy thì mình không biết là em này sẽ làm được gì trong cái phân khúc tầm giá là chạm ngưỡng 20 triệu này nữa. Bây giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro nhé. Và đầu tiên thì mình cũng sẽ nói về phần thiết kế. Như mọi người đã thấy ở đây rồi đúng không? Nó có một cái khung thiết kế gần như là tương tự với các dòng VivoBook trước đó mà mình cũng đã từng review trên kênh FPT Shop. Riêng các dòng VivoBook thì nhà Asus cũng đã tạo nên điểm nhấn khi mà cho in dập nổi logo ở đây, và nó cũng đã tạo nên điểm nhấn cho sản phẩm. Nhưng mà cũng chính vì cái điểm nhấn này mà Asus đang làm nó quá đại trà trên các dòng sản phẩm của mình, nên là nhiều lúc á anh em xem review sẽ dễ bị nhầm lẫn với các dòng VivoBook Pro. Dòng Pro thì chắc chắn thì sẽ ngon hơn rất là nhiều so với em laptop mình đang có trên bàn đây rồi. Màn hình thì là OLED, thiết kế là nguyên khối và full kim loại, chuẩn chỉnh hết nước chấm luôn. Và chắc chắn rồi, em Asus VivoBook X1504VA này cũng sẽ không được như dòng Pro đâu. Em nó sẽ chỉ được hoàn thiện là full nhựa nha. Nhưng mà cái cảm giác mình cầm nắm trên tay thì em nó mang lại cho mình một cái cảm giác là nó không có quá ọp ẹp, hoặc là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái quá trình mà mình sử dụng hàng ngày đâu. Và bàn phím trên em X1504VA này thì mình đánh giá nó nằm ở mức tạm thôi. Tạm ở đây là chỉ đủ để gõ chống cháy và ở văn phòng cơ bản thôi. Còn nếu xét về khía cạnh khắt khe hơn thì bàn phím có hành trình phím khá là nông, cảm giác gõ thì lạch cạch và không chắc chắn lắm. Trong khi đó thì bề mặt bàn phím không còn được làm nhám, không có thân thiện với tay mình cho lắm, giống như mình đang sờ lên một miếng thạch cao trần nhà hoặc là một miếng bìa cạc tông, tạo nên cảm giác là nó không có được quen. Trong khi đó là đa số các bàn phím khác sẽ là kiểu nhám nhám mịn, thân thiện với tay mình hơn. Ngoài ra thì bàn phím trên VivoBook X1504VA cũng sẽ không được hỗ trợ đèn LED, nên là anh em sử dụng ban đêm thì cũng sẽ hơi khó khăn đó nha. Còn về độ cải thiện thì mình có công nhận là Asus năm nay đã làm cái bản lề cho em VivoBook X1504VA này khá là tốt. Khi mà mình gập mở hoặc là sử dụng hàng ngày á, em nó không có bị lung lay quá nhiều như là những cái sản phẩm hoặc là những mẫu laptop mà mình đã từng dùng trong cùng phân khúc. Chưa kể thì em VivoBook 15 X1504VA này bản lề có thể gập mở được lên đến là 180 độ, và chúng ta có ở đây một em máy tính với độ bền chuẩn quân đội. Để mà nói về cái độ bền chuẩn đó thì nó cũng tùy nữa nha, đó chỉ là một cái thang đo thôi. Còn về cái độ bền chuẩn thật sự thì phải là từng người sử dụng theo từng cách khác nhau thì mình mới có thể biết được. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy cái build quality là bằng full nhựa như thế này thì mình cũng khá là quan ngại nếu như mọi người chọn em này để sử dụng về lâu về dài khoảng là 4-5 năm gì đó. Và bây giờ thì mình cũng sẽ đi sâu về phần màn hình bên trong khi mà mình được trải nghiệm trên em Asus VivoBook X1504VA này ha. Mình thực sự rất là thắc mắc, không hiểu tại sao mà với cái tầm giá này Asus lại không trang bị được cho em này một cái màn hình là OLED nữa. Bởi vì trong cái phân khúc giá này á thì đã có rất là nhiều sản phẩm được trang bị tấm nền OLED và tần số quét là 120Hz rồi. Mà thật ra thì tấm nền WPA trên em VivoBook này cũng thật sự không quá tệ như là mình nghĩ đâu. Tấm nền này thì mình dùng mình thấy cũng không quá khác biệt gì so với màn hình IPS LCD. Trải nghiệm trên các góc rộng hẹp đều cho ra màu sắc hiển thị khá là ổn. Còn nếu các bạn tính đem em này đi làm việc ở ngoài trời nơi mà có ánh sáng chói gắt á thì mình khuyên là không nên nha. Bởi vì cái tấm nền này nó sẽ không có hỗ trợ được cái sự hiển thị tốt như là trên những cái tấm nền khác đâu. Nó sẽ đem lại cho mọi người một cái trải nghiệm là tấm nền khá là tối và khó sử dụng lắm nha. Và đây sẽ là mẫu laptop rẻ nhất hiện tại khi mà sở hữu cho mình một CPU là Intel Core i5-1335U, 10x12 luồng, 16GB, chuẩn DDR4, SSD là 512GB NVMe. Và mình cũng sẽ show cho mọi người xem điểm Cinebench R23 mà mình vừa mới chấm được trên em Asus VivoBook 15 X1504VA này để mọi người có những cái đánh giá khách quan hơn về phần cấu hình ha. Và đây sẽ là điểm đa nhân, kế bên mình sẽ để điểm đơn nhân nhé. Mức điểm đủ và ổn cho những anh em nào mà làm những cái tác vụ văn phòng cơ bản cũng như là những cái giải trí đơn giản cơ bản thôi.
Tiếp theo, có một điểm mà cái dòng laptop gaming có thể là sẽ không bao giờ so sánh được với em VivoBook 15X1504VA này, đó chính là về phần tiết kiệm điện khi mà em laptop này sử dụng con chip là con chip U ha. Thời lượng làm việc trên em này sẽ tầm đâu đó khoảng là 5 tiếng và thời lượng xem phim đâu đó lên đến là 7 tiếng sử dụng. Và mình cũng đã đánh giá xong em Acer VivoBook 15X1504VA này rồi, với một mức giá khoảng đâu đó là 19 triệu, không phải là rẻ đâu nha. Nhưng mà em này thì chạy CPU là Intel Core i5 thế hệ thứ 13 cùng với con chip U tiết kiệm điện năng nữa, nên là pin có thể cho mọi người sử dụng trong một khoảng thời gian khá là dài. Thì mọi người đánh giá như thế nào comment bên dưới cho FPT Shop biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo.